bánh canh cua nếu mà tính ra nhà chị là ba đời rồi. Mọi người đều nghĩ bánh canh cua chắc dễ nấu, nhưng mà thật ra mỗi người có một cái cách nấu khác nhau, không ai giống nhau hết. Gia đình chị nấu theo bài bản lắm. Cái công thức đó là từ hồi xưa tới bây giờ. Chào mừng quý vị và các bạn đang đến với chương trình Made in Việt Nam, đường ra thế giới. Chị tên là Dung, chị là họ Nguyễn, Nguyễn Thị Ngọc Dung. Chị hôm nay được 50 tuổi. Công việc chị là kinh doanh ngành ăn uống từ nhỏ tới lớn. Trước đây cái tiệm của mình là bánh canh cua gia truyền cô Dung. Nhưng mà thật ra cái trong thời gian mà chị bị lấy cái mặt bằng lại á, nên chị không có mặt bằng để chị bán. Nhưng mà chị dời về nhà chị bán. Nhưng mà vô nhà thì nó cũng như là có hẻm á, nên nó là bất tiện cho những người đi xe hơi hay nọ, nên là chị bán không có được bằng ở ngoài mặt tiền đường. Trong thời gian chị nghỉ rất là lâu, cũng gần 2 năm. Bây giờ chị bán ở đây, chị thay đổi cái tên của chị là bánh canh cua 79 Vĩnh Viễn Cua Dung. Tại vì thường thường khách cũ của chị ăn bánh canh cua là họ ăn hồi lúc mà chị còn 79 Vĩnh Viễn, nên họ biết được là chị cái quán cũ của chị. Nếu mà tính ra nhà chị là ba đời rồi, từ gia đình ngoại rồi cho tới mẹ giờ tới chị. Hồi lúc nhỏ là chị phụ mẹ, chị chưa có gia đình. Khi mà chị có gia đình rồi là chị ra bán nay được mười mấy năm rồi. Coi như là cái nghề này là nghề gia truyền của ông bà với cha mẹ mình từ xưa tới giờ. Mình đi theo cái nghề đó, tại vì người ta nói là bề ruộng đất chứ cũng không bằng có cái nghề trong tay, nên là chị phải theo cái nghề để mà chị gầy dựng được ngày hôm nay. Thì mẹ chị bây giờ mất rồi, ba mẹ chị mất rồi, để cái nghề lại cho chị gắn bó nó để mà chị gợi nhớ lại tới ba mẹ chị. Kỷ niệm mà chị nhớ nhất á là cái lúc gia đình khó khăn, ba mẹ mà có cái nghề này mà nuôi 5 chị em gái cho tới ngày hôm nay. Nhờ cái nghề bánh canh cua mà 5 chị em gái coi như là thành công hết. Mọi người đều nghĩ bánh canh cua chắc dễ nấu, nhưng mà thật ra mỗi người có một cái cách nấu khác nhau, không ai giống nhau hết. Gia đình chị nấu theo bài bản lắm, như là rỉa cua phải làm cho cái miếng cua nó không có xương, rồi phải xào sao đừng có để cho nó bị nát cua. Với mình nấu lèo là phải có định lượng, chứ không phải nhiều người ta nấu người ta quăng đại vô rồi lát nữa ta nêm. Mình định lượng mình nấu nó chuẩn hơn. Là cái công thức đó là từ hồi xưa tới bây giờ. Nhưng mà nói chung cái công đoạn rất là tỉ mỉ, coi như là các cái này chị đều ở nhà làm hết, chứ không có lãnh gì ở ngoài hết. Các cái chị làm, mình luộc thịt, rồi mình luộc tôm, rồi mình cắt hành, rồi mình làm chả cua, rồi mình xắt thịt. Nếu mà cực nhất á là chỉ có cua thôi. Cua là cực nhất, tại vì cái công rỉa nó rất là cực. Rồi với hai nữa là mình phải xào mình rất là lâu. Em phải canh lửa, ví dụ em lửa lớn quá cũng không được, mà nhỏ cũng không được. Nếu mà chảo cua về hả, mất cậu phải tiếng mấy hai tiếng đồng hồ. Cua đó khi mà em rỉa thịt ra rồi á, thì em chế biến lại, như là em bỏ thêm một chút gia vị, một chút thôi để cho nó đậm đà chút. Rồi dầu điều, tỏi, em xào nó lên thôi. Chị xào cua á là chị để chính giữa đó, nó cho nó đừng bị khét, để khi mà dầu là nó nằm ở chính giữa đó, là lâu lâu mình rưới lên cho nó thấm vô cua để mà ăn cái miếng cua nó thơm.
mình hạn chế, mình xóc nhiều thì nó sẽ bị nát cua. Nên bắt buộc em phải để có một cái giếng như vậy á, em dễ múc, em rưới lên, nó không có bị nát cua. Đó là cũng bí quyết của mình. Chị bán từ 9 giờ tới 22 giờ tối. Nếu mà chị bán sớm quá chị làm không kịp. Tại vì cái công thức mình làm nó rất là lâu, nó bài bản lắm, bắt buộc mình phải làm cho nó cẩn thận. Nên là chị không có thể nào chị bán buổi sáng sớm được hết. Đặc trưng nhất á, cái bánh canh cua của chị là nước lèo. Cái nước lèo rất là quan trọng. Tại vì thường thường á, thí dụ em ăn gỏi cuốn thì nhờ nước chấm à, mà ăn bánh canh cua này là nhờ nước lèo. Tại vì thường thường thí dụ giờ cua nè, em làm cũng được vậy, em mua về em làm cũng được vậy. Hoặc là thịt em về em luộc cũng được vậy. Hoặc là cá thắt lát em về em làm cũng được nè. Nhưng mà cái quan trọng nhất là cái nước lèo. Cái nước lèo á, là cái quan trọng nhất. Là khi em làm, em chế biến á, là không phải dễ, rất là khó. Em phải biết cái cách của nó là khi nước nó sôi như thế nào, mà nước nó khi mà em làm như thế nào, em phải canh theo cái lửa em làm, chứ không có mà làm đại em làm không được đó. Nên là khi mình húp cái nước bánh canh nó thơm, hoặc là nó có cái vị cua, hay là nó có một cái gọi là truyền thống á. Chị yêu nghề lắm. Tại vì cái nghề mà khi mà chị phụ mẹ đó là chị mê từ hồi nhỏ tới lớn rồi. Hạnh phúc nhất là cái nghề của mẹ chị là để lại cho chị. Ai ăn cũng khen, ai ăn cũng nói là cái công thức của mình nấu rất là ngon. Nên là chị rất là hạnh phúc. Với hai nữa là chị gắn bó cái nghề này để mà chị tưởng nhớ lại những ngày kỷ niệm mà chị còn nhỏ, chị phụ mẹ chị. Tương lai của chị hả, là nó chỉ là bánh canh cua. Đi theo cái nghề là bánh canh cua thôi. Thì bây giờ chị mong muốn là chị lớn tuổi, chị không có còn sức chị bán nữa, thì chị để lại cho cái nghề cho con chị nối tiếp nữa. Chị có hai người con gái. Hiện giờ con gái lớn nó cũng đang theo phụ chị, cũng giống như mà chị phụ mẹ chị hồi xưa. Chị luôn luôn chị cũng có nói với con rằng là khi mà mẹ có cái nghề này á, là mẹ nhờ có cái nghề này mà ngày nay mẹ được thành công như vậy, thì thôi mẹ cũng mong con cũng đi tiếp nối theo cái nghề của mẹ. Nhưng nghề này á, là bà ngoại để lại cho mẹ, mà bây giờ mẹ cũng mong muốn sau này cũng để lại cho con.